Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh, để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nhận định đội hình ra sân trận đấu giữa đội tuyển U2 Việt Nam gặp đội tuyển U2 Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 30. Công thủ toàn diện. Kính thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng hủy diệt trước đội tuyển U2 Brunei với tỷ số 6-0 và trước U2 Lào với tỷ số 6-1, U2 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là U2 Indonesia. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm giành toàn 3 điểm để bước một chân vào bán kết tại SEA Games 30. Trong chiến lược của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn ưu tiên hàng phòng ngự chắc chắn, đảm bảo không bị thủng lưới trước khi nghĩ tới tấn công và ghi bàn. Trước một đối thủ Indonesia rất mạnh ở hai biên, rất có thể thầy Park sẽ tung ra sân đội hình chắc chắn. Trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng có thể là người gác đền số 1 của đội tuyển U2 Việt Nam. Thi đấu ngay phía trên thủ môn người Thanh Hóa là bộ ba trung vệ trong sơ đồ chiến thuật 343 của huấn luyện viên người Hàn Quốc, đó là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Đức Chiến. Mặc dù vị trí sở trường là hậu vệ biên trái, nhưng chúng ta còn nhớ hồi vòng loại U23 châu Á, Đoàn Văn Hậu được thầy Park bố trí đá ở vị trí trung vệ trái và chính khả năng phòng ngự bóng bổng rất tốt cũng như sự chắc chắn của mình, Đoàn Văn Hậu đã thi đấu rất tốt ở trận đấu đó. Tiếp đến là Nguyễn Thành Trung, tuy Thành Trung không được đánh giá cao bằng người đàn anh là Quế Ngọc Hải ở đội tuyển quốc gia, nhưng từ lúc thầy Park đến với bóng đá Việt Nam, anh luôn nằm trong các kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ thời tuyết trắng Thường Châu đến các giải đấu lớn khác, Thành Trung không phải là người được lựa chọn đá chính, nhưng anh chính là cầu thủ dư bị không thể thiếu. Và khi cần bổ sung cho sự chắc chắn của hàng phòng ngự, Thành Trung là người luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn. Ở trận đấu với đội tuyển u 2 Indonesia tới đây, chắc chắn vị trí trung tâm hàng hậu vệ, không ai khác ngoài Thành Trung có thể đảm nhận vị trí này. Với vị trí trung về phải của đội tuyển u 2 Việt Nam, hiện nay trong bối cảnh Tấn Sinh đang gặp chấn thương và có thể chưa đạt được thể trạng tốt nhất, nhiều khả năng Đức Chiến sẽ là sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở trung tâm hàng tiền vệ, sau những trận đấu làm nóng, có lẽ thầy Park sẽ trả cặp đôi tối ưu nhất lúc này, đó là Hùng Dũng và Việt Hưng. Đây được coi là cặp tiền vệ trung tâm tối ưu nhất của đội tuyển u 2 Việt Nam ở thời điểm này. Bên hành lang cánh trái, nếu như thầy Park rút Văn Hậu xuống đá ở vị trí trung vệ trái thì nhiều khả năng vị trí tiền vệ biên trái sẽ thuộc về Thanh Thịnh. Trong khi đó, vị trí bên phải là vị trí mà rất nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng trọng hoàng ngay từ đầu, bởi như đã biết thì đối thủ U2 Indonesia có những cầu thủ chạy biên rất tốc độ. Trên hàng tiền đạo ba người, nhiều khả năng Quang Hải sẽ đá một cánh, Hoàng Đức đá một cánh, trong khi đó Tiến Linh sẽ là người lĩnh sướng hàng công của đội tuyển U2 Việt Nam ở trận đấu này. Tất nhiên đội hình này cũng chỉ dựa trên suy nghĩ của cá nhân trận bóng đá. Mọi chuyện chúng ta phải chờ xem thầy Park sẽ quyết định như thế nào. Thầy Park luôn là người mang đến những bất ngờ và như thế mới là thầy Park và chúng ta cùng chờ xem huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình nào. Phần tin tiếp theo Xuân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Indonesia có hành động lạ trước trận đối đầu quan trọng với đội tuyển U22 Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, thay vì tập luyện để hồi phục và chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu gặp đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Indonesia được phép xả trại cả ngày để giữ tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng bậc nhất của họ ở SEA Games lần này. Lý giải với quyết định của mình, huấn luyện viên Indra Siafri đã phát biểu rằng tôi muốn các cầu thủ của mình được thành thơi đầu óc để tập trung vào việc gắn kết, phát huy tối đa tinh thần của mình, đồng thời tránh được việc mắc phải những sai lầm trước trận đấu gặp đội tuyển U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, vì quãng thời gian nghỉ giữa các trận đấu ở giải đấu này là quá ngắn, nên chúng tôi phải tính toán thật kỹ để có thể duy trì được thể lực của các cầu thủ. Đội tuyển u Indonesia chính là đội bóng đang chơi ấn tượng nhất tại SEA Games 30. Hai trận thắng của họ trước đội tuyển U22 Thái Lan và Singapore là rất hoàn hảo, thể hiện được sự tập trung cao độ, sự tuân thủ chiến thuật chặt chẽ cũng như sự khôn ngoan chấp thời cơ đúng lúc để tạo nên chiến thắng, hoàn toàn trái ngược với những gì đội tuyển quốc gia Indonesia thể hiện trong thời gian gần đây. Sự khác biệt đó cũng đến từ việc các tuyển thủ quốc gia quá mệt mỏi khi phải song hành nhờ cả giải vô địch quốc gia Indonesia và vòng loại World Cup 2022. Phần tin tiếp theo Sơn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trò cưng thầy Park nhận định bất ngờ về trận đấu với đội tuyển U2 Indonesia. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai mùng 1 tháng 12, đội tuyển U2 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển U2 Indonesia trong trận đấu vô cùng quan trọng. Cuộc đọ sức này sẽ quyết định đến ngôi vị đầu bảng B khi đội tuyển U2 Việt Nam và đội tuyển U2 Indonesia đều toàn thắng sau hai trận đấu và giành được 6 điểm. Nhận định về trận đấu này, Trung vệ Quế Ngọc Hải đã nói rằng về đối thủ, đội tuyển U2 Indonesia là một tập thể đồng đều với hai chiến thắng cách biệt trước các đối thủ U2 Thái Lan và U2 Singapore giúp họ có được 6 điểm tại SEA Games 30. Hiện tại họ rất hưng phấn và sẽ là đối thủ chính của đội tuyển U2 Việt Nam ở bảng đấu này. Sở trường của Indonesia vốn dĩ vẫn là những cầu thủ đánh biên, nhờ những cầu thủ tiền vệ biên có tốc độ rất tốt. Việc hạn chế sức mạnh đó của đối thủ có lẽ mọi người cũng biết là U2 Việt Nam đang có những hậu vệ biên cực kỳ chất lượng như Trọng Hoàng, Văn Hậu hay Tấn Tài. Vì vậy, đó có lẽ không phải là vấn đề gì quá lớn với đội tuyển U2 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đặt niềm tin rất lớn vào Đức Trinh và Tiến Linh. Quế Ngọc Hải đã cho rằng dù ai là người được lựa chọn cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. Cụ thể trả lời trước báo chí anh đã nói rằng Tất nhiên trận đấu với đội tuyển U2 Indonesia chắc chắn sẽ rất khác với cuộc đối đầu với đội tuyển U2 Brunei và U2 Lào. Dù khó khăn hơn một chút, nhưng đội tuyển U2 Việt Nam vẫn giành chiến thắng và tỷ số chung cuộc có thể là 2-0, Quế Ngọc Hải kết lại. Phần tin tiếp theo Xuân Mộc Đà xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin báo Thái Lan bất ngờ vu khống truyền thông Việt Nam chơi xấu thế này đây. Kính thưa quý vị và các bạn, tờ Siam Sport của Thái Lan đã có một bài viết với tựa đề Việt Nam âm mưu theo dõi huấn luyện viên Akira Nishino trong đó có tấm ảnh được cắt từ một đoạn clip về ban huấn luyện đội tuyển U22 Thái Lan đang ngồi trong cabin. Trên tay huấn luyện viên Akira Nishino là chiếc máy tính cá nhân với hình ảnh phóng to ở trận đấu giữa đội tuyển U22 Thái Lan gặp đội tuyển U22 Indonesia. Những dòng chữ hay thông tin trên màn hình chiếc laptop khá mờ nhạt và khó nhìn nhưng tờ báo Thái Lan tỏ ra rất tức giận với hình ảnh mà kênh truyền thông của Việt Nam đăng tải. Cụ thể tờ báo này đã viết rằng hành động như vậy là chơi xấu, Trước đây đội tuyển Thái Lan cũng đã gặp phải trường hợp tương tự khi đón tiếp Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022, khi mà bức ảnh được chụp trộm đã công bố. Hay là vào tháng trước, khi đội bóng bày vây chiến đến làm khách tại Malaysia, hình ảnh về buổi tập đã bị đưa lên truyền hình dù phương tiện truyền thông không được phép đưa tin. Phần tin tiếp theo xoan bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin, đội tuyển U2 Thái Lan lộ dấu hiệu hụt hơi khi vòng bảng SEA Games mới được một nửa. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U2 Thái Lan xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch cho tấm huy chương vàng SEA Games 30. Dẫu vậy, màn trình diễn của họ lại thiếu sự thuyết phục. Bên cạnh đó về vấn đề thể lực của họ cũng khiến người hâm mộ nước này đang lo lắng dù các cầu thủ của voi chiến mới thi đấu được hai trận đấu. Hậu vệ Sarajut Sompim, người chơi cả hai trận đấu vừa qua đã cho biết toàn đội Thái Lan đang cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Cụ thể trả lời trước báo chí anh này đã nói rằng: "Sau mỗi trận đấu chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi, một phần là do thời tiết nóng bức tại đây." một phần là do mặt cỏ nhân tạo. Sau mỗi trận đấu, huấn luyện viên cho phép chúng tôi được phép nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Đồng đội của say Rajut là Subachok Sarachat cũng bộc lộ sự uể oải của mình trước các trận đấu vừa qua. Dẫu vậy, kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ Thái Lan khiến anh không thể chùn bước. Cụ thể, trả lời trước báo chí anh đã nói rằng, Tôi cảm thấy mệt mỏi, huấn luyện viên cũng muốn chúng tôi nghỉ ngơi vì sau đây không lâu sẽ là vòng chung kết U23 châu Á. Dẫu vậy, sự kỳ vọng của cổ động viên lại là vô cùng lớn Chúng tôi vì thế phải luôn sẵn sàng thi đấu. Số 10 của đội tuyển U2 Thái Lan đã cho hay. Một ngôi sao khác của Thái Lan đó là Gurachit cũng đang gặp vấn đề về thể trạng thi đấu. Anh được huấn luyện viên Akira Nishino chủ động cho nghỉ hai trận đấu vừa qua để hồi phục sức khỏe hoàn toàn trước khi thi đấu các trận đấu tiếp theo. Kể từ khi lên nắm quyền đội tuyển U2 Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino đã liên tục thể hiện sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ. Điều này đã khiến ông phải điều chỉnh giáo án để tránh không tạo nên sự quá tải cho đội tuyển. Phần tin cuối cùng xoắn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin sa thải huấn luyện viên Công Phượng vẫn tiếp tục chuỗi ngày thất vọng tại trời Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi huấn luyện viên trưởng Mark Bright bị câu lạc bộ Xin đần sa thải cách đây ít ngày, nhiều fan hâm mộ tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hy vọng rằng anh sẽ được đổi bận và được câu lạc bộ tin dùng hơn trong những ngày tới. Tuy nhiên ở vòng 16 giải vô địch quốc gia Bỉ, chân sút sinh năm 1995 tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu với những thành tích bết bát của câu lạc bộ Shinchudan gần đây, huấn luyện viên trưởng Mark Burry đã bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải. Thông tin chiến lược gia 57 tuổi bị sa thải khiến nhiều fan hâm mộ tiền đạo Nguyễn Công Phương cảm thấy vui mừng khi chân sút người Nghệ An đã hơn 10 trận liên tiếp bị huấn luyện viên trưởng này bất tín nhiệm vì gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp đối thủ Gen thuộc vòng 16 giải vô địch quốc gia Bỉ vào ngày mùng 1 tháng 12 tới đây, tiền đạo Công Phương tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ Sin Điều này cho thấy chuyên môn của công phường chưa đáp ứng được yêu cầu của câu lạc đang xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bỉ, chứ không phải là do anh bị trù dập như nhiều người đồn đoán. Việc phải nằm ngoài kế hoạch thi đấu của câu lạc bộ Sinchuden cho thấy tương lai không lấy gì làm sáng sủa của chân sút người Nghệ An, đồng thời ảnh hưởng đến phong độ của chính cầu thủ này khi được triệu tập trở về thi đấu tại đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022. Sau năm lượt đấu ở vòng loại World Cup 2022, công phường vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào. Trong khi đó ở vòng 16, câu lạc bộ Sin sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của câu lạc bộ Gen, đội bóng đang xếp trên Sin 2 hai bậc và hơn đúng họ 3 điểm. Ở trong danh sách này, ngôi sao người Hàn Quốc đó là Lee Seong Hu đã có tên trong đội hình đăng ký. Mặc dù vậy, cơ hội ra sân của cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia vẫn khá thấp do Sin có nhiều cầu thủ tấn công. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soán bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.